Ngày 16 tháng 12, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết đã vừa bắt giữ một người Campuchia vận chuyển hơn 1 ký ma túy đá vào Việt Nam tiêu thụ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 15 tháng 12, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu tổ chức tuần tra tại khu vực giáp biên giới thuộc ấp 3 xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp. Tại đây, các lực lượng đã phát hiện bắt quả tang một người Campuchia đang có hành vi vận chuyển ma túy đá. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được một túi ni lông màu đen. Bên trong có chứa 10 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng là khoảng 1,17 kg. Theo lời khai ban đầu, đối tượng khai tên là Bích Phanna, 34 tuổi, ngụ ở tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Số tinh thể màu trắng trên mà Bích Phanna khai là ma túy được vận chuyển cho một người tên là Nam không rõ nhân thân, lai lịch từ Campuchia sang Việt Nam để tiêu thụ. Khi vừa qua biên giới thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện bắt quả tang cùng tang vật. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Bích Phanna để điều tra xử lý theo quy định.